Quỳnh Anh xin kính chào quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Những con số trong ngày. Mỗi con số tượng trưng cho một sự kiện, một vấn đề xảy ra trong ngày của chúng ta. Và số đầu tiên trong ngày hôm nay là số 1. Một chiếc máy vi tính Apple One, hay còn được gọi là Lisa, rất hiếm có, vừa được đưa ra bán đấu giá tại Đức. Chiếc máy vi tính Apple One, chiếc máy tính đầu tiên do Apple sản xuất và một model ra sau đó, được gọi là Apple Lisa, đã được đem ra bán đấu giá vào cuối tuần vừa qua. Hai nhà đồng sáng lập Apple là Steve Wozniak và Steve Jobs đã tự lắp ráp khoảng chừng 200 máy tính Apple One trong garage của họ, nhưng chỉ khoảng 50 máy tính được cho là vẫn tồn tại. Và đây là một trong 6 chiếc Apple One vẫn còn hoạt động tốt. Công ty đấu giá của Đức, được gọi là Auction Team Breaker, nói với báo giới rằng chiếc Apple One đã được bán với giá hơn 675.000 Mỹ Kim. Kính thưa quý vị, tiếp theo là số 2. Một con chó 2 tuổi đến từ tỉnh Tây Nam, Vân Nam của Trung Quốc có thể thực hiện nhiều kỹ năng tuyệt vời, bao gồm việc lái xe hơi đồ chơi và đi xe đạp. Con chó mang tên Dudu, một con chó 2 tuổi, có thể đi xe đạp và đứng trong chiếc xe hơi đồ chơi một cách ngoạn mục. 2 năm trước đây, Duan Yabo đã dành ra 20 nhân dân tệ, tức khoảng chừng 3.26 Mỹ Kim để mua chú chó này. Vào thời điểm đó, nó chỉ nhỏ bằng một chiếc tách. Nhưng nhờ được Duan chăm sóc tốt và huấn luyện, chú chó con đã có thể nắm vững nhiều kỹ năng. Dudu học rất nhanh và chỉ mất chưa đến 2 ngày để học cách đứng trên đỉnh một quả bóng và đi xe đạp. Với khả năng thực hiện những động tác khó như nhảy qua vòng và đi trên hai chân trước, Dudu đã trở thành một ngôi sao nổi tiếng của Trung Quốc. Và thưa quý vị, tiếp theo là số 10. Top 10 bãi biển của năm 2013 do Dr. Beach chọn ra. Tiến sĩ Stephen P. Larimer, hay còn được gọi là Dr. Beach, đã công bố bảng xếp hạng 10 bãi biển hàng đầu của Hoa Kỳ theo danh sách của ông. Tiểu bang Florida có 3 bãi biển lọt vào danh sách này, trong đó có công viên St. George Island State, đứng ở vị trí thứ 3. Công viên này nằm trên một hòn đảo nhìn ra vịnh Mexico. Ông Letterman là một vị giáo sư của trường Đại học Quốc tế Florida có trụ sở tại Miami. Ông đã đánh giá 650 bãi biển để chọn ra top 10 của mình. Sau đây là danh sách toàn bộ 10 bãi biển tốt nhất theo lựa chọn của ông Dr. Beach trong năm 2013. Xếp đầu bảng là Main Beach tại East Hampton, New York. Đứng thứ hai là Kahamamoku Beach, tọa lạc tại Waikiki, Oahu, Hawaii. Thứ ba là St. George Island State Park, Florida. Thứ tư, Hamua Beach, Maui, Hawaii. Thứ năm, Waimanalo Bay Beach Park, Oahu, Hawaii. Thứ sáu, Barefoot Beach Preserve County Park, tại Bonita Springs, Florida. Thứ bảy, Cape Florida State Park, tại Key Biscayne, Florida. Thứ 8 là Cape Hatteras, Outer Banks, North Carolina. Thứ 9, Coast Guard Beach, tại Cape Cod, Massachusetts. Thứ 10, Beach Walker Park, tại Kiawah Island, South Carolina. Và kính thưa quý vị, số 24. Ba công viên Disney World sẽ mở cửa suốt 24 tiếng đồng hồ. Ba công viên Disney World sẽ mở cửa suốt 24 giờ đồng hồ để khởi động những hoạt động kỷ niệm vào những ngày cuối tuần. Du khách có thể tham dự suốt cả đêm tại Vương quốc Ma thuật ở Orlando, Florida, cũng như tại Disneyland và công viên Disney Adventure ở Anaheim, California. Mỗi công viên sẽ phải hoạt động liên tục cả ngày lẫn đêm, cũng như chuẩn bị cho sự kiện đầu. Hãng Disney đã cho tổ chức một sự kiện tương tự vào năm 2012 để chào mừng năm mới. Và thưa quý vị, số 85, một nhân viên cứu nạn EMT 85 tuổi được khen thưởng cho khoảng thời gian cống hiến lâu dài của bà cho công việc. Một nhân viên y tế lớn tuổi nhất ở tiểu bang Illinois đã được trao thưởng vì sự cống hiến lâu dài của bà. Josephine Berkey, 85 tuổi, đã được tặng thưởng để ghi nhận lại những cống hiến của bà trong công tác cứu trợ vào hôm thứ Năm tuần trước. Lần đầu tiên, bà đi trên xe cứu thương trong quận Brown là vào năm 1974 và bà đã gắn bó với dịch vụ cấp cứu quận Brown cho đến tận ngày hôm nay. Berkey nói rằng bà rất yêu thích công việc này. Bà luôn luôn muốn trở thành một y tá và đã tốt nghiệp bằng LPN khi 47 tuổi. Sau đó, bà đã làm việc tại những bệnh viện ở Rushville rồi lại nghỉ hưu tại đó. Nhưng hiện tại, bà vẫn luôn luôn gắn bó với những hoạt động y tế
với hơn 80 giờ một tuần. Tiếp theo là số 98. Một cụ ông 98 tuổi nhảy dù tự do để ủng hộ từ thiện ở Central Florida. John Suck, 98 tuổi, ở Central Florida, đã nhảy dù từ máy bay vào ngày thứ Bảy để làm từ thiện. Sự kiện này nhằm để gây quỹ cho một chương trình từ thiện giúp cung cấp nơi ở cho người vô gia cư. Lần nhảy dù này vào ngày thứ Bảy vừa rồi không phải là lần đầu tiên của ông Suck, nhưng ông đã bắt đầu thực hiện việc này khi 80 tuổi. Điều này phù hợp với châm ngôn sống của ông Suck để giữ được cuộc sống lâu dài, thoải mái. Và phương châm đó chỉ đơn giản là hãy suy nghĩ tích cực. Ông nói rằng làm điều gì đó cho những người khác là một cách để ông duy trì sức khỏe và giữ mình trẻ mãi. Và tiếp theo là số 113. Người đàn ông lớn tuổi nhất Tây bán cầu qua đời ở tuổi 113. James Sinnott được xác nhận là người đàn ông lớn tuổi nhất ở Tây bán cầu, đã từ trần vào hôm thứ Năm khi đang nằm ngủ tại nhà ở Barbados. Tính đến khi qua đời, ông hưởng thọ 113 tuổi và 90 ngày. James Sinnott còn được gọi là Granddad. Ông sống bằng nghề thợ rèn cho đến lúc nghỉ hưu vào năm 1970. Cụ ông Sinnott cũng là người lớn tuổi thứ hai trên thế giới, chỉ sau một ông lão 116 tuổi, người Nhật Bản mà thôi. Kính thưa quý vị, tiếp theo đây là số 150. Dubai quyết tâm phá vỡ kỷ lục Guinness Thế giới với 150 hạng mục. Dubai hiện tại đang tìm cách khẳng định trên bản đồ thế giới theo một cách khá độc đáo. Thành phố này là một trong những khu vực tăng trưởng hàng đầu về số lượng sự kiện phá vỡ kỷ lục thế giới Guinness. Tại sa mạc Dubai, những chiếc xe hơi đang sẵn sàng cho một kỷ lục thế giới mới. Đoàn xe địa hình dài nhất và kỷ lục cần phải đánh bại là 150 chiếc xe liên tiếp. Giám sát sự kiện này là Talal Omar, người đứng đầu văn phòng kỷ lục thế giới Guinness, vừa được khai trương tại Dubai. Ông Omar đã giám sát hơn 300 hồ sơ đăng ký kỷ lục trên toàn thế giới. Gần đây, ông đã di chuyển từ London đến Dubai để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao về số lượng kỷ lục ở Trung Đông. Quyển sách kỷ lục Guinness được xuất bản lần đầu vào năm 1955 bởi ông chủ nhà máy bia Guinness nổi tiếng. 70% doanh thu của Guinness vẫn đến từ việc bán sách, nhưng 30% còn lại đến từ những hoạt động phân xử, quá trình đánh giá và chứng kiến việc phá vỡ kỷ lục. Và sự phát triển mạnh mẽ ở Trung Đông khiến cho nơi này trở nên thu hút đối với những nhà sản xuất kỷ lục thế giới. Guinness đang tìm kiếm thị trường màu mỡ tại những thị trường mới nổi ở Trung Đông và những nước có đông dân số như Brazil và Ấn Độ. Và thưa quý vị, tiếp theo là số 25.000. Một đám cưới ngoạn mục vừa diễn ra tại Israel với 25.000 khách mời. Một đám cưới trung bình có thể chỉ có khoảng chừng 100 khách mà thôi, có thể là chỉ vài trăm. Vậy đám cưới với 25.000 khách sẽ diễn ra như thế nào? Đó là số khách đã có mặt tại một đám cưới của người Do Thái chính thống ở Jerusalem trong tuần này. Chú rể 18 tuổi là nhà lãnh đạo tương lai của một giáo phái lớn thuộc nhóm người Do Thái Hasidic. Một số khách tham dự đã phải sử dụng ống nhòm để xem buổi lễ. Lễ cưới được tổ chức mang đậm nét truyền thống. Cô dâu 19 tuổi trong trang phục màu trắng với một tấm màn che mặt. Tất cả những người khác đều vật màu đen. Và đám cưới này được biết kéo dài cho đến tận bình minh của ngày hôm sau. Thưa quý vị, 1 triệu. Hãng Nike tặng 1 triệu Mỹ Kim cho những nạn nhân cơn lốc xoáy kinh hoàng. Hãng sản xuất giày thể thao Nike có kế hoạch tặng số tiền thu được từ những sản phẩm của hãng trị giá 1 triệu Mỹ Kim cho những nạn nhân trong trận lốc xoáy ở Oklahoma. Tập đoàn Nike cho biết họ sẽ cộng tác với ngôi sao bóng rổ Kevin Durant của đội Oklahoma City Thunder trong việc tăng lợi nhuận buôn bán giày bóng rổ cao cấp KDV, nhãn hiệu độc quyền mang tên Kevin Durant. Số tiền quyên góp này được trích ra từ tiền bán những đôi giày trên trang Nike.com từ ngày 23 tháng 5 đến ngày 15 tháng 6 và sẽ được chuyển đến một tổ chức từ thiện để xây dựng lại Oklahoma. Tiếp theo là 1.5 triệu. 1.5 triệu Mỹ Kim cho một vé ngồi cạnh Leonardo DiCaprio trên phi thuyền không gian. Tài tử diễn viên Leonardo DiCaprio vừa trở thành nhân vật trung tâm tại buổi đấu giá đặc biệt gala từ thiện M4 ở Liên hoan phim Cannes vào tối 23 tháng 5.
Tại đây, một vị khách đã bỏ ra 1.5 triệu Mỹ Kim cho một vé ngồi cạnh Leo trên tàu vũ trụ của hãng hàng không Virgin Galactic do tỷ phú Richard Branson sở hữu. Người này sau đó tiết lộ danh tánh là Vasily Kukin, 37 tuổi, một người Nga sống ở quốc gia Monaco. Một người hâm mộ giàu có khác cũng đã bỏ ra 1.8 triệu Mỹ Kim để mua một cặp vé ngồi gần tài tử Leo trong cùng chuyến bay đó. Số tiền này cao gấp nhiều lần so với giá thông thường, vì một chuyến du hành vào không gian trên tàu Virgin Galactic chỉ có giá trung bình là 200.000 Mỹ Kim mà thôi. Ông chủ Richard Branson, theo dự trù tổ chức chuyến thăm vũ trụ từ New Mexico vào cuối năm nay, những người chiến thắng trong buổi đấu giá sẽ có 3 ngày được huấn luyện cùng với DiCaprio trước khi lên phi thuyền. Thêm vào đó, có một vị khách nữa đã chi ra 2.3 triệu Mỹ Kim để được tham gia tiệc tùng cùng với Leo. Tất cả số tiền thu được từ buổi đấu giá sẽ quyên góp trong những quỹ từ thiện. Đêm gala M4 do nữ minh tinh Sharon Stone chủ trì và có sự tham gia của rất nhiều ngôi sao điện ảnh như Nicole Kidman, Christopher Waltz, Jessica Chastain, ca sĩ Carl Monique và Janet Jackson. Và kính thưa quý vị, và đó là những con số trong ngày của Nana muốn gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã cùng theo dõi chương trình và xin được hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ tới. Xin tạm biệt.